Ban quản lý cảng Bến Đầm vừa phối hợp với công ty cổ phần Vina Logistics, công an huyện Côn Đảo, ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, hải đội 33 trực thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, đồn biên phòng Côn Đảo và cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu và phòng cháy chữa cháy tại khu vực cảng tàu khách Côn Đảo. Tình huống giả định về sự cố tràn dầu tại cảng tàu khách Côn Đảo là một cano đang chở khách tham quan tại khu vực biển trước vịnh Côn Sơn thì phát hiện có vệt dầu loang. Lúc này thủy triều đang lên và có dấu hiệu trôi dạt về hướng bến cảng tàu khách. Nhận được thông báo, đội ứng phó sự cố tràn dầu ban quản lý cảng Bến Đầm đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện phao quay, bơm hút dầu, tấm thấm dầu đến khu vực dầu loang để khoanh vùng xử lý sự cố. Đồng thời thông báo cho ban chỉ huy quân sự huyện, hải đội 33, đồn biên phòng Côn Đảo điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ thu gom và làm sạch lượng dầu tràn trên biển, sau đó tập kết về khu xử lý theo quy định. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi phối hợp để mà diễn tập cái ứng phó sự cố tràn dầu tại Bến Đập Côn Đảo. Thì theo như tình huống giả định ngày hôm nay thì các lực lượng theo như bản thân tôi đánh giá thì thứ nhất là đánh giá rất là cao ban quản lý cảng Bến Đầm đã hết sức quan tâm đến cái vấn đề ứng phó sự cố tràn dầu và để làm đảm bảo cái tinh thần sẵn sàng trong cái mà cho các lực lượng trong các công tác phối hợp. Đối với tình huống giả định xảy ra cháy trên cầu cảng, ngay sau khi phát hiện đám cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý nhưng không hiệu quả, nên đã thông báo cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện điều lực lượng phương tiện đến dập tắt đám cháy. Hôm nay thì các lực lượng tham gia phối hợp rất là tích cực, có sự phối hợp rất là nhuần nhuyễn. Tôi cũng mong rằng trong các cái buổi tập khác thì ban quản lý cảng Bến Đầm tiếp tục phát huy và nâng cái độ khó thực tập cao hơn nữa trong cái điều kiện thời tiết nó không thuận lợi để các lực lượng luôn luôn chủ động sẵn sàng khi mà xảy ra thì xử lý kịp thời hiệu quả. Cảng tàu khách Côn Đảo nằm tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo, có thể tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398 deadweight và tiếp nhận cano du thuyền có công suất máy đến 150 mã lực. Thông qua hoạt động diễn tập xử lý các sự cố có thể phát sinh, ban quản lý cảng Bến Đầm và cơ quan đơn vị sẽ đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng hoàn thiện các phương án xử lý. Song song đó là tăng cường nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị phù hợp để ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra trên thực tế. Cảng Bến Đầm, ban quản lý cảng Bến Đầm đã có quản lý là 3 cơ sở về cảng và khu neo đậu tránh chú bão. Cho nên là để mà nâng cao cái sự nhận thức của đội ứng phó sự cố tràn dầu và phòng cháy cháy của đơn vị thì chúng tôi đã tổ chức hàng năm cái buổi diễn tập. Trong quá trình tổ chức thì chúng tôi cũng có sự phối hợp chặt chẽ của các cái đơn vị tại địa phương để mà khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi ta tổ chức cái việc ứng phó và chữa cháy là chuyên nghiệp và có hiệu quả.